Harjivan bên trấn thành cuộc sống của tôi đầy ắp tiếng cười. Cặp đôi nghệ sĩ vừa tung bộ ảnh mới với concert biệt động. Cổ điển cặp đôi diện những bộ cái sang trọng ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào. Thời trang mà vợ chồng danh hài diện để thực hiện bộ ảnh gây chú ý. Trong đó Harjivan trông trường trọc với hai bộ váy đầm hoa, hoa tiết to bảng. Cả hai luôn trân trọng những khoảnh khắc được bên nhau. Bên anh Thành, cuộc sống của tôi đầy ắp tiếng cười. Anh cũng là món quà lớn nhất của tôi trong ngày quan trọng của mình. Bước sang ngày mới, tôi chỉ mong ước bản thân và gia đình nhỏ có sức khỏe, sự bình an trong cuộc sống. Nữ ca sĩ chia sẻ với phóng viên. Gần 6 năm lập gia đình, Harjivan nói cô thấy mình may mắn bởi lấy được người chồng tâm lý, luôn yêu thương và chở che cho mình. Mỗi buổi sáng, vợ chồng cô có thói quen trao nhau nụ hôn và những lời ngọt ngào như một lời động viên tinh thần. Bắt đầu ngày mới, cặp đôi cũng thường xuyên chụp ảnh, thực hiện video cùng nhau để lưu lại từng chặng đường tình yêu. Để tạo sự đồng điệu với vợ, nam MC người ấy là ai cũng lựa chọn diện hai bộ vest tông đen trắng phong cách thời trang. Phong cách trang phục của anh lựa chọn mang đến sự nam tính trẻ trung nhưng không kém phần lịch lãm. Theo ekip chụp ảnh, cặp đôi không mất quá nhiều thời gian cho buổi chụp. Họ thoải mái tự nhiên thể hiện các tình cảm. Tự nhiên thể hiện các cảnh tình cảm trước ống kính. Harjivan chia sẻ, từ sau khi cưới, hai vợ chồng sống cô đơn giản dị. Hai vợ chồng cô sống đơn giản vui vẻ. Cả hai vẫn tận hưởng cuộc sống son rồi, tập trung hoạt động nghệ thuật. Trước thắc mắc về ý định có con, cặp đôi bày tỏ họ vẫn còn trẻ nên muốn dành thời gian cho nhau trước khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Dù vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để dung hòa giữa sở thích, bản thân và trách nhiệm của một người phụ nữ đã kết hôn, giọng ca Hương Đêm Bay Xa chia sẻ. Trấn Thành Harjivan vốn là cặp đôi được đông đảo khán giả theo dõi trong suốt quá trình trước. Sau gần 6 năm bên nhau, đôi vợ chồng vàng của showbiz luôn nhận được sự ngưỡng mộ yêu mến bởi câu chuyện tình đẹp trong mỗi khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau. Họ luôn dành những cử chỉ thân thương ngọt ngào với đối phương. Mới đây, cặp đôi cũng lần đầu đảm nhận vị trí giám khảo cho một game show về tài năng nhí. Việc tiếp xúc và làm việc với các trẻ em ở độ tuổi từ 4 đến 14 tuổi giúp cặp đôi có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Trong khi Harjivan bày tỏ đây là dịp để cô có thể hiểu hơn về trẻ nhỏ, Trấn Thành lại hy vọng có thể cùng bà xã thực hiện một show chuyên về giáo dục trẻ nhỏ trong tương lai. Nam MC còn hài hước tiết lộ vợ chồng anh rất thích xem phim hoạt hình, yêu trẻ em, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng như phim hoạt hình vậy.